Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Chào mừng tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Việt ha, MTV Stock Trading. Thì hôm nay em là một cái viên cũng khá là tăng điểm tích cực của mình đi, thì em xin nhận định về thị trường của những cái tuần tới, và đồng thời em sẽ phổ biến lại những vấn đề mà nan giải của thị trường hiện tại bây giờ và các cổ phiếu hiện tại nó còn điểm mua hay không, và em sẽ giải thích cho anh chị là lúc nào chúng ta nên chốt lại trong một cái giai đoạn gọi là phân tích T cộng 3 của một cổ phiếu, của một thị trường cho nó sát sao hơn, để anh chị có cái mức lợi nhuận chúng ta chốt được tối ưu nhất ha. Thì anh chị nào chưa đăng ký kênh của em thì cũng có thể đăng ký kênh của em để cập nhật những cái danh mục đánh sóng cũng như là nhận định thị trường hàng ngày, đồng thời cũng có xem vào đó những cái kiến thức mà chúng ta có thể bổ sung thêm trong quá trình đầu tư. Và nếu mà anh chị lưu ý là khi mà em nhận định thị trường mà nó còn thiếu những cái cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm, thì anh chị cũng có thể comment ở dưới cái video để em có thể giải thích rõ hơn về chiều bán, chiều mua cho các anh chị nắm rõ hơn ha trong dịp này. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu vào trong cái phần thứ nhất là phần nhận định VN ở trong cái nhịp tới nó như thế nào. Thì cái phần VN của hôm nay chúng ta nó có cái phần gọi là áp lực bán chốt lại ngay cái phiên ATO của sáng nay. Anh chị có thấy là cái mở gap down, tức là cái giá mở cửa của hôm nay nó thấp hơn cái giá đóng cửa của hôm trước, thì đó là tức là cái sự gọi là cái sự kỳ vọng bán, là sự cung ấy nó nhiều hơn cái cầu ở phiên ATO, thì nó hình thành nên cái gap down như vậy, biểu thị cho chúng ta thấy là các anh chị nhà đầu tư ở trên vùng này người ta cũng đang có một cái tâm lý gọi là chốt lãi nhiều hơn ha. Thì nhưng khi mà nhận ra được cái sự dòng tiền nó đang kéo và đang lan tỏa, anh chị có thể thấy hôm nay chủ yếu là phần lớn nó cũng đổi cơ cấu phân hóa từ các cái dòng mã cổ phiếu trụ ha, rồi sang trụ rồi ha, từ những cái cổ phiếu gọi là mid cap nó chuyển dần dần sang trụ rồi. Anh chị có thể thấy điển hình như hôm nay là Vietcombank nè ha, Vietcombank MWG rồi ACB hoặc CTG đi, ACTG, CG hôm nay cũng có một phần gọi là tích cực khi mà cái lượng cung cầu nó đang được cân bằng khá nhiều, thì anh chị nhìn vô những cái dòng băng của nó hoạt động như vậy. Thì vừa nãy chúng ta trong cái nhịp này em đánh giá là khi nào tăng đến khi nào, vì hiện tại chỉ số của chúng ta đang là 1.132 điểm, thì em có khả năng em nhận định về cái thị trường chúng ta nó có lên được một mốc là 1.150 điểm hay không. Vì anh chị nhìn về những cái cột mốc như vậy nè, anh chị nhìn về cái cột mốc xa xa hơn, đó là cái mốc kháng cự dài hạn của nó có những cái view như vậy ha. Thì đây thường thường ấy, lên những cái vùng này em có nói trong cái video trước rồi, và nếu mà anh chị coi những cái video trước của em cũng đã biết được là những cái mốc kháng cự này chỉ mang một yếu tố tâm lý thôi, chứ cái mốc kháng cự này cái yếu tố về cung cầu của nó không được, nó không quá mạnh đâu anh chị ạ, nó chỉ mang về một yếu tố tâm lý thôi. Cũng như em có giải thích về những cái vận động gọi là những cái vùng mà số chẵn ấy, thường là vùng 900 nè, vùng 900 điểm nè, vùng 1000 nè, rồi lên 1001, thường nó sẽ có những cái độ rung lắc nó rất là cao ha. Thì cái mốc 1150 điểm cũng vậy, tại vì lên những cái vùng này nó cao rồi, anh chị phải cần lưu ý, đặc biệt là khi mà anh chị thấy cái lượng dòng tiền điên ha, hay nói nó khoa học hơn hay nói chính xác hơn để cho chúng ta dễ hiểu, đó là cái dòng tiền hưng phấn nó đang cao hơn bao giờ hết. Và anh chị nhìn cái lượng thanh khoản ở những cái vùng này nè, nó xem nhau, nó bằng nhau, tức là gì? Tức là anh chị ở những vùng này gần như là anh chị đang có những cái động thái mất cảnh giác về ngắn hạn đối với thị trường chung, và anh chị đang bị say máu đối với những cổ phiếu trên thị trường nó tăng mạnh quá, làm anh chị đang say máu rất là nhiều ha. Về những cái vận động như vậy em đánh giá này, thứ nhất là ngày hôm qua mặc dù tăng giá nhưng cũng đã có yếu tố chốt lại ở đây, biểu hiện qua những cái vùng gọi là vùng đỉnh nè, biểu hiện qua những vùng đỉnh, đỉnh có cái tóc gọi là yếu tố chốt lại nó xuất hiện. Nhưng mà phiên hôm nay sao ạ? Phiên hôm nay là những anh chị nào chốt lại hôm qua cũng đã chốt rồi, và hầu hết là những cái dòng tiền ở đây nè, các anh chị thấy đó là khi mà thị trường nó bật tăng ấy, đầu phiên thị trường có cái yếu tố bán tháo, bán chốt lại, là nó sẽ sinh ra một cái gọi là gap down ngay cái đầu phiên ha. Nhưng
lãi nó làm gì ạ? Lãi nó không để cho các anh chị gọi là bán chốt lãi ở trên những cái vùng này đâu, nó kéo lên chừng 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 nè, để cho anh chị mà các anh chị mà đang cầm cổ phiếu ở bên ngoài, anh chị thấy là ô nó còn tăng nữa, còn tăng nữa mà sao, tại sao giờ tôi đang cầm tiền tôi đang làm gì vậy? À thì anh chị bị một cái trạng thái gọi là hiệu ứng FOMO, gọi là sợ bỏ lỡ mất cơ hội. Anh chị vào, anh chị giải ngân thêm những cái cổ phiếu mà anh chị cái điểm mua thật sự bây giờ là nó đã qua rồi anh chị ạ. Thật sự là nếu mà anh chị hỏi em là bây giờ có nên vào hàng hay không, nếu mà anh chị chưa có hàng, em đánh giá là thà chúng ta không vào điểm này thì hơn. Tại vì sao? Chúng ta chưa biết được cái điểm chỉnh nó ở đâu. Thì hiện tại vừa nay chúng ta ba phiên liền nó đang tăng rất là mạnh rồi, với khối lượng cao như vậy, anh chị phải biết là khi khi mà anh chị thấy một cái cây nến mà nó thuyết phục như vậy, nó tăng một cái thuyết phục cùng với khối lượng cao như vậy, thì thường á các anh chị thấy là đây là cái hay nói là cái cây tiền vào xác nhận dòng tiền thì trường bùng nổ theo đà ha. Nhưng chúng ta cần phải biết là những cái phiên này, những cái cây nến như vậy nó xuất phát từ những cái điểm xuất phát nào ha, nó xuất phát từ những cái điểm vận động đáy, nó khác với xuất phát từ những cái điểm vận động tích lũy ở cái thân chu kỳ, và khác với xuất phát điểm từ những cái vùng cao như vậy ha. Chúng ta phải hình dung ra được những vấn đề đó chứ chúng ta không thể nhìn chạc một cái cách như vậy và chúng ta nói là thị trường chúng ta nó bùng nổ theo đà này ha, thì không phải. Nó anh chị tự đưa tài khoản của anh chị vào một cái mức độ rủi ro rất là nhiều, và nói không đâu xa, hôm nay cá nhân em cùng các anh chị khách hàng của em, các anh chị đồng hành cùng hệ thống khách hàng VIP bên NTV Stock VIP thì cũng đã em có phổ biến như vậy. Tức là hôm nay cá nhân em và cùng các anh chị khách hàng của em cũng đã chốt lại khá nhiều rồi và cũng thực hiện hóa cái lợi nhuận trên cái dịp này, và cá nhân em trong cái dịp này nếu mà thị trường chỉnh em cũng đỡ áp lực đi rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã chốt lại rồi, mặc dù nếu mà nó còn tăng thêm thì em cũng không chốt được giá đỉnh, nhưng mà chúng ta kỳ vọng giá đỉnh để làm gì? Nếu mà chúng ta kỳ vọng giá đỉnh chúng ta tham quá thì lỡ mà thị trường nó đạt một cú, anh chị nên nhớ là thị trường nó đi thang bộ, mà anh nó lên thang bộ mà nó xuống thang máy ha, nó xuống rất là khốc liệt. Và anh chị thấy những cái phiên này, những phiên giảm 30 điểm này đón chị giảm bắt ha, đợt vừa rồi em cũng có ăn SSI trong cái nhịp này, thì mới mới chốt SSI vùng giá 34, hiện tại mới chốt một nửa và đang nắm giữ thêm. Thì những nhịp như vậy anh chị nếu mà không có những vị thế tốt, anh chị nên chốt lại ra dần. Và chúng ta em quan niệm là như vậy, chúng ta chỉ bán khi mà người ta sẵn sàng mua giá cao ha, em bán khi mà người ta sẵn sàng mua giá cao. Đây đây anh chị lưu ý, chúng ta luôn chốt lại khi mà người khác hưng phấn và lúc họ sợ hãi thì chúng ta tham gia, chứ không phải lúc này mà ai ai cũng ồ ạt và chúng ta mua và chúng ta có cái động thái gọi là hưng phấn theo thị trường là chúng ta chết chắc, là chúng ta khó có thể sống dài lâu trên thị trường lắm anh chị ạ. Và hôm nay em tất toán VPBank, em lãi đâu đó tầm khoảng 7 đến 8% đối với VPBank, em thấy tăng như vậy em bán. Tiền vào không có thuyết phục nè anh chị thấy không? À, tiền vào không thuyết phục. À, tức là cái lượng tiền ở những cái vùng này nó không đủ hấp dẫn nhà đầu tư để bơm tiền vào, thì khả năng sắp tới với những cái vận động của dòng banh như vậy, hay nói đúng hơn là những cái cổ phiếu này là một cổ phiếu trong những cổ phiếu trụ góp phần điều tiết vào đây nhiều, thì khi mà dòng tiền nó không được như mong muốn thì làm gì ạ? Nó sẽ chỉnh, anh chị phải lưu ý cái điều đó. Như DSG hôm nay em tất toán luôn, DSG em lãi đâu đó tầm khoảng 20 mấy% à, DSG em lãi 12% đối với các anh chị mua mới, và em lãi 20 mấy% đối với tất cả các anh chị mà nắm từ những cái năm rồi của em cho tới bây giờ, 20 mấy% là chuyện bình thường ha. Cho nên là cái đợt này em đánh giá là chúng ta sẽ có những cái động thái quan sát thị trường nhiều hơn, chúng ta cầm hàng và chúng ta kỳ vọng một cái mức lãi suất nào đó chúng ta mong muốn và chúng ta chốt lãi thôi. Vì em quan niệm một lần nữa em nhắc lại với anh chị, và đây không phải là lần đầu tiên em nói về cái sự chốt lãi đó cho anh chị, tức là thì chúng ta chỉ mua khi mà sao ạ? Khi mà các anh chị sợ hãi. Đây, điển hình là những cái phiên này anh chị sợ hãi không ạ? Anh chị rất là hoang mang, và gần như anh chị mà theo dõi cái phiên này nè, cả buổi sáng anh chị không làm ăn gì được, anh chị chỉ quan sát thôi, cá nhân em cũng vậy. Nhưng em bắt được tâm lý hành vi của các anh chị nhà đầu tư như thế nào, các anh chị và các vận động của lái nó như thế nào,
và cá nhân em cũng vào hàng ở nhịp này ha, vào hàng ở nhịp này và hiện tại vẫn còn nắm giữ một số cổ phiếu như SSI và hiện tại tới đây em đã bán rồi. Nhưng mà anh chị tự hỏi làm sao anh chị mua ở khúc này rồi lỡ nó chỉnh rồi sao, anh chị có cách giải quyết không ha? Em và các anh chị khách hàng của em, các anh chị đồng hành của em trong hệ thống NTV Stock VIP vào ở những cái vùng này và những vùng và tới bây giờ ấy, đang chốt lãi dần dần. Và nếu em đặt tình huống nó xấu, nếu thị trường nó chỉnh, bọn em vẫn nằm trên những cái vùng lãi và chúng ta có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng anh chị thì sao? Anh chị nếu mà thị trường nó chỉnh là anh chị đón ngay, không bao giờ mà chúng ta trở mặt kịp cả anh chị ha. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý về cái vận động đó. Về cái mặt ngắn hạn thì em sẽ có yếu tố cảnh báo rủi ro là nó sẽ có những cái nhịp chỉnh trong tương lai một hai phiên nữa thôi ha, đặc biệt là phiên chiều. Anh chị có thể thấy dạo gần đây mà phiên chiều nó tăng quá đà, xong phái sinh nó đạp, bên phái sinh sọt rồi sọt nó sọt phái sinh thì làm cho VN tụt dốc rất nhanh. Cho nên thị trường chúng ta nó tăng 20 điểm phiên sáng nhưng phiên chiều nó có thể giảm 20 điểm là điều bình thường trong giai đoạn này. Tại vì anh chị nên nhớ đây là cái giai đoạn chạy nước rút rồi, không phải là giai đoạn uptrend nữa, mà có một cái độ yếu tố rủi ro nó thấp cho anh chị tham gia đâu ha. Cho nên những cái cổ phiếu ở những cái vùng này anh chị phải lưu ý là những cổ phiếu nó tốt hơn so với mặt bằng chung của thị trường, những cổ phiếu có nội tại tốt, những cổ phiếu có game ha, thì chúng ta mới bắt được. Và những cái điều đó em sẽ hỗ trợ cho anh chị hệ thống khách hàng của em trong cái đơn vị. Và nếu mà anh chị đang có đầu tư bên các công ty khác, chứng khoán khác ngoài VPS hoặc là ở trong VPS nhưng mà cái bạn broker của anh chị chưa có những cái yếu tố làm phù hợp hoặc là cái cách đầu tư của bạn chưa phù hợp với anh chị, thì anh chị có thể cân nhắc liên lạc với em qua cái số điện thoại Zalo ở trên cái phần màn hình chạy ha. Tại vì sao em không xoay phí khách hàng ha, tại vì sao em mua ở đây cho tới bây giờ em vẫn giữ đối với một vài cổ phiếu tốt như DSG và SSI chẳng hạn, em nói em có dẫn chứng cả tới bây giờ em chỉ mới chốt một nửa SSI, em chưa cho chốt SSI nhiều và hôm qua em mới chốt SSI ở trong giai đoạn này thôi. Và nếu mà hôm qua mà anh chị nào chốt SSI chung với em thì cũng đã lãi được ngay vùng giá gọi là giá định tạm thời của nó rồi ha. Cho nên những cái nhịp này em đánh giá là em mua ở vùng này cho tới vùng này em mới bán ha, cho tới những vùng như vậy em mới bán. Còn những cái bạn mà chúng ta bạn broker của anh chị ấy có những cái động thái gọi là mua vùng này nhưng mà bán vùng này ha, mua vùng này bán vùng này, tức là ăn ngắn, tức là trong khi mà chưa có lãi hoặc là hòa vốn thì chúng ta đã bán rồi. Điều đó nó có lợi cho các cái bạn broker của anh chị. Nhưng cá nhân em, tại sao nó cũng mang một yếu tố có lợi cho em nhưng mà em sẽ không làm như vậy. Tại vì chúng ta nhìn về cái mặt dài hạn, anh chị khách hàng là cái anh chị đồng hành cùng em, thì nhìn về mặt dài hạn chúng ta có một cái yếu tố hợp tác win-win cùng nhau, chứ không phải là em mang một cái tâm thế em xoay phí, em ao hồng từ các cái phí giao dịch của anh chị, là điều đó nằm sai cái tiêu chí hợp tác của em đối với các anh chị. Tiêu chí của em là đảm bảo làm sao cho anh chị có lãi và đảm bảo tài sản của anh chị một cách gọi là an toàn nhất có thể. Em có thể đặt ra ha, nhìn vào cách đi vốn, nhìn vào cách đầu tư, anh chị có thể hiểu tại sao em cho mua vùng này và em gia tăng SSI 3 phiên liên tiếp ở những cái nhịp chỉnh và hiện tại lên tới đây em bán, hiện tại lên tới những cái vùng đỉnh em bán. Tức là anh chị ăn trọn con sóng từ vùng này lên vùng này, chưa kể cái vốn gia tăng mà anh chị có thể gặp ha, tức là lợi nhuận của anh chị gia tăng theo từng ngày, chứ không phải là anh chị bán, anh chị mua, bán mua xong gặp nhịp chỉnh anh chị lỗ ngay, tức là biên lợi nhuận của anh chị không có. Nhưng mà anh chị đặt và cái tài khoản của mình vào một cái vị thế rủi ro nó rất là cao, anh chị phải hình dung được cái điều đó ha. Chúng ta trên tinh thần là như vậy. Và nếu mà anh chị đang nắm hàng, chúng ta hạn chế trong cái nhịp này chúng ta mua mới. Tại vì sao? Em cân nhắc cái yếu tố T cộng 3 trong cái nhịp này rất quan trọng anh chị nhé. Anh chị có chạy được hay không là do yếu tố T cộng 3. Thị trường chúng ta em cảnh báo sẽ có nhịp chỉnh trong ngắn hạn, nhưng về cái nhịp dài hạn em vẫn đánh giá là thị trường nó vẫn tốt. Tuy nhiên nếu mà anh chị giữ dài hạn ở những vùng này thì anh chị không tối ưu hóa được cái lợi nhuận của mình thôi. Anh chị mất, anh chị mua ở đây nhé, ví dụ anh chị mua ở đây, lỡ thị trường nó chỉnh xuống dưới đây, anh chị phải chờ hồi lên rất mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó em và các anh chị khách hàng của em hoặc là những cái người khác, người ta ăn, người ta chốt lại ở đây, người ta xuống đây, người ta mua, người ta ăn thêm một con sóng, tổng cộng người ta ăn hai lần anh chị, gấp hai lần anh chị. Thì đó là những yếu tố mà anh chị nên cân nhắc
về kiểu tổ quản trị rủi ro cho cái tài khoản của mình. Đó là ưu tiên hàng đầu ở bây giờ của anh chị. Nếu mà anh chị đang nắm hàng rất tốt, anh chị cứ nắm thôi ha. Ok, thì nhân đây em sẽ nói về cái T cộng 3 K, cái kỹ thuật T cộng 3 để làm sao anh chị có những cái cách giao dịch nó hợp lý nhất. Tức là chúng ta sẽ đánh hàng T0. Anh chị nếu mà chưa hiểu hàng T0 thì em sẽ giải thích luôn. Đó là ví dụ, em lấy ví dụ ở những cái vùng giá này nhé. Khi mà vừa đi em nhận thấy là nó đã tăng cao trong nhịp trước rồi, thì đối với cái động thái này em sẽ nắm giữ hàng từ những cái vùng này em mua, tức là mình chốt những cái nhịp này nhé và nhịp chỉnh xuống. Em sẽ mua những đâu đó những vùng này, mua đâu đó những vùng này, và khi mà lên những cái vùng này nó tăng nhé, em lại giữ hàng, em lại giữ hàng, em mua gia tăng, hay em mua gia tăng trong một cái con sóng uptrend mà. Tại sao anh chị lại không biết được điều đó, đúng không ạ? Và nếu mà cái độ rủi ro của anh chị gặp phải nó rất là thấp, tại vì vùng giá vốn của anh chị đâu đó những cái vùng này nè, mà anh chị mở vị thế đối với một cổ phiếu nó vừa phải thôi, nó khoảng khoảng 20-30% nên cái vùng này, mà khi mà nó tăng từ từ tăng từ từ, tức là khi mà nó giảm 2% anh chị bình quân giá, đó là cái tiêu chí của em ha. Còn khi mà nó tăng được khoảng 4-5% anh chị gia tăng ha, tức là anh chị nó lên khoảng 10% là anh chị gia tăng thêm ha, 4% 10% anh chị gia tăng thêm. Thì khi mà nó rơi nè, tức là giá vốn của anh chị lên lăn quanh đâu đó những vùng này, nó rơi anh chị vẫn còn có lãi ha, anh chị vẫn chốt được các lượng hàng anh chị còn. Cái lượng hàng mà anh chị mới mua gia tăng anh chị còn, thì anh chị về những cái vùng dưới anh chị bình quân thêm, tức là chúng ta đi được rất là nhiều vòng của một con sóng nếu mà anh chị đánh một theo một cách gọi là T cộng 3 nắm giữ như vậy ha. Còn em hãy nhắc về những cái cổ phiếu mà tại sao gọi là nó có áp lực T cộng 3, chờ áp lực T cộng 3 là như thế nào. Anh chị thấy bình thường ấy, nếu mà một cổ phiếu nó tăng ấy, nó tăng anh chị thấy nó gây được sự chú ý của anh chị vào những cái phiên như vậy, T cộng 3 à, nó gây được sự chú ý của anh chị vào những cái phiên như vậy, anh chị đã mua ở những cái vùng này. Nhưng em Việt sẽ nói là anh chị nên chờ yếu tố T cộng 3 ra sao rồi anh chị hãy giải ngân nhá. Đó thì yếu tố T cộng 3 là gì, tức là thời điểm mà anh chị mua ở những cái vùng này hoặc là những cái nhịp này, tức là nhịp trước ngày nó tăng mạnh, đó là T1, T2, T3. Anh chị thấy không, anh chị thấy cái điều nó biến động không? Đó là T3 về cái áp lực chốt lãi sẽ xuất hiện, tức là cái nến này, tức là những cái vùng này. Thì khi mà những cái vùng này nó xuất hiện, nó sẽ có yếu tố tích lũy hoặc là rũ bỏ cho các anh chị nhà đầu tư chúng ta chốt lãi hết đi, nó mới có đánh lên thêm. Vận động của nhà cái là như vậy. Thì Techcombank ở những cái vùng này nó rũ bỏ này, rũ bỏ rất mạnh và rũ bỏ gần như là về giá vốn của nó luôn, rồi nó rút chân lên lại. Thì nếu anh chị mua phiên này so với anh chị mua ở những cái vùng giá dưới này, nó an toàn hơn nhiều chứ, đúng không ạ? Và lên tới đây T1, T2, T3 kiểu gì anh chị cũng có lãi, và nếu mà anh chị nắm giữ thêm ha, thì đó đó là những cái chiến lược mà em nói là T cộng 3 nó rất là quan trọng cho anh chị. Và nếu mà anh chị mua ở những cái vùng giá lỡ như mà cái phiên cái vùng như vậy nhé, là cái vùng trước ha, là vùng trước em đánh dấu và em xóa đi cho nó dễ nhìn nhé. Thì nếu mà anh chị tăng tới nhịp này mà anh chị không xác yếu tố T cộng 3 và anh chị đua đỉnh á, anh chị đua ở những cái vùng này, đây là cái phiên hưng phấn của Techcombank này, anh chị mua ở những cái vùng này, thì khi T cộng 3 về sao ạ, 1, 2, 3 anh chị lãi bao nhiêu đâu, anh chị thậm chí anh chị hòa vốn. Đối với anh chị mua ở sát giá giá định ha, anh chị hòa vốn, anh chị giữ thêm, quan em sao anh chị lỗ chắc đấy. Thì đó là những cái áp lực T cộng 3 và cũng như là cái áp lực mà cổ phiếu hay là thị trường đã tăng mạnh rồi, anh chị hạn chế tham gia ở những cái phiên cao như vậy ha. Giá vốn, giá điểm mua của chúng ta ưu tiên nằm trên vùng nền, chúng ta rất là ưu tiên. Hiện thậm chí anh chị mua ở những vùng nền cao như vậy anh chị vẫn có lãi nếu mình chỉ đủ kiên nhẫn. Như HB được rồi sao ạ? SHB à, những cái phiên này anh làm cho các anh chị nhà đầu tư rất là chán nản, tại vì cổ phiếu này đang có sự đeo bám của các anh chị nhà đầu tư nó quá nhiều, cho nên là cái phiên nó không được đẹp. Tuy nhiên những cái vùng này em đánh giá là ok, tích cực ha. Những cái vùng này nè đấy, anh chị mà mua anh chị đua trần anh chị lỗ chắc nè, 1 T1 T2 T3 anh chị lỗ và mất rất thì nhiều thời gian nó mới quay trở lại, cho nên anh chị cân nhắc về cái việc
đua đỉnh, đua giá xanh mà không tính toán đến cái việc mà T cộng 3 của anh chị nó như thế nào. Chúng ta tính toán được cái độ T cộng 3 thì chúng ta sẽ chạy trong được hầu hết tất cả các nhịp rơi của thị trường như thế nào. Ha, anh chị thấy những cái điểm mua của thị trường của chúng ta bắt đầu từ những cái vùng, những giai đoạn này anh chị thấy á, là những cái điểm chỉnh. Ha, cái điểm chỉnh. Anh chị thấy đây điểm chỉnh 1, anh chị mua ở đây hoặc là anh chị mua những vùng này. T1, T2, T3 về có lại. Có lại không ạ? À? Có chứ. Ha. T anh chị mua ở những cái điểm chỉnh T. T1, T2, T3 về lại chắc. Đúng không ạ? À? Nhưng anh chị nhìn nè, anh chị thấy tăng được rồi anh chị muốn mua nè. T1, T2, T3 đóng cửa, giá nó hòa vốn so với cái giá mở cửa của cái ngày T0. Ha. Rất là nhiều đây nè. Đây nè, anh chị lên những cái vùng này, những cái vùng này nè. Đây là vùng giá nền thì đỡ nhé. Đây là vùng giá đã cao rồi. Anh chị mua sao à? Qua ngày hôm sau T3 về lỗ trắng luôn, lỗ trắng 3 cây luôn. Thì đó là cái yếu tố mà T cộng 3 về nó quan trọng như thế nào đối với cái tài khoản và cái tài sản của anh chị, cái cổ phiếu của anh chị đang nắm. À, em nói chắc luôn là cổ phiếu mạnh tới đâu nhưng mà thị trường không cho lên nó cũng không lên được đâu. À, anh chị có thể để ý những cái phiên như vậy. Đấy, như hiện tại bây giờ nếu mà thị trường anh chị mà mua ở phiên hôm nay thì em cảnh báo độ rủi ro của anh chị không là có. Nhưng lỡ mà thị trường nó chỉnh thì anh chị làm sao xử lý đây? Ha, cái giá vốn của các anh chị khách hàng cùng em hoặc là các anh chị mà ủy thác tài khoản cho em có hỗ trợ thì phần lớn em cho mua và giải ngân nắm giữ ở những cái vùng này. Nắm giữ ở những cái vùng này hoặc là lên tới đây em cũng mua nhưng mua với tỷ trọng vừa phải và lên tới đây em lại mua những cái cổ phiếu em cho là nó có siêu sóng, em cho là nó có những cái câu chuyện riêng trong tương lai mới cho mua thôi. Ha, cho nên điều anh chị cần làm đó là có những cái trang bị kiến thức về cho mình. Thứ hai đó là có những cái bạn hỗ trợ giỏi, có tâm. Thứ ba đó là tìm cho mình được những cái điểm mua nó phù hợp ngay tại nền giá, ngay tại điểm mua chứ không phải là chúng ta đua trong giai đoạn này chúng ta có lãi đâu. Rất là nguy hiểm đấy anh chị ha. Và anh chị phải trả một cái giá rất đắt nếu mà anh chị không tuân thủ những quy tắc. Đồng ý là những cái các anh chị có sẽ có những cái phân tích riêng, cái khẩu vị đầu tư riêng. Nhưng mà em mang một cái tâm thị, em chia sẻ cái góc nhìn khách quan của em đối với các anh chị và hy vọng là cũng giúp ích được cho anh chị một phần nào đó trong quá trình đầu tư ha. Thì ok, hôm nay em giải thích xong về VN Index, về cái vận động của nó và những cái nhịp quan trọng như thế nào đối với cái mặt hàng T+3 chúng ta đang về hàng ha. Và hôm nay chúng ta nói về dòng banh như thế nào, vì hôm nay dòng banh phần lớn là chạy anh chị ha. Hôm nay mặc dù Vietcombank nó bị bán ngược vì cái yếu tố chỉnh của thị trường chung và phiên chiều, tuy nhiên với vận động như vậy em đánh giá là tốt, tại vì cái lượng cung hàng bán ra nó không có, cho nên là nếu mà anh chị đang quan tâm việc công bán ở trong những cái giai đoạn này anh chị nên nắm giữ thêm, còn điểm mua thì em đánh giá là qua rồi ha, điểm mua đánh giá là qua rồi, cho nên là anh chị cần nhắc nhá. ACB và SHB là hôm nay là một cặp xâm sắc ha, nó dạng nó đứng cùng nhau, nó tăng cùng nhau luôn. Thì em đã cũng đã nói trong nhịp trước rồi và cái yếu tố phân hóa em đã nói rất là nhiều lần trong cái video này, những video trước, và anh chị nào mà xem video của em, thứ nhất là bắt được cổ phiếu, thứ hai là không rơi hàng trong nhịp này, vì em đã nói rất nhiều về cái sự phân hóa của các cổ phiếu. Có thể là ngày hôm nay cổ phiếu của anh chị không chạy nhưng ngày hôm sau cổ phiếu của anh chị sẽ chạy và những cổ phiếu đã chạy ngày hôm trước nó lại chậm. Cho nên anh chị đừng dạ dột mà bán cổ phiếu của mình chưa chạy mà qua cổ phiếu chạy là chết chắc, là ăn ngay một cái bẫy của nó ngay ha. Cho nên những cái nhịp này em đánh giá là ACB hiện tại nó break đỉnh của nó, đỉnh thời đại của nó nè. Cho nên thậm chí anh chị nào nắm ACB với em cũng nắm ACB rất nhiều rồi chứ. Và phiên sáng em cho gia tăng ACB nè. Hôm nay 10:12 em cho gia tăng, em nắm rất nhiều ACB từ tháng 12 năm ngoái rồi. Và hiện tại em cho gia tăng ACB những vùng giá 28.7. Thì 28.7 là đâu đó những cái vùng này hiện tại lên được. Hiện tại tất cả các anh chị khách hàng của em đang nắm ACB lãi hầu hết ACB tầm khoảng 4-5% rồi. Các anh chị mua ở dưới này thì lãi nhiều hơn. Chủ yếu là mua ở những cái vùng này thôi, vùng an toàn. Thì hiện tại ACB đang vận động rất tốt, nó vượt đỉnh rồi và hiện tại nó chỉ chờ nó chinh phục lên những vùng cao mới thôi. Với khối lượng như vậy em cho là đạt trong giai đoạn vừa rồi, bùng nổ về khối lượng. Với cái thanh khoản nó còn dè chừng, tức là thị trường chúng ta còn dè chừng thì nó sẽ còn đi lên.
cổ phiếu nào còn dây chừng sẽ còn đi lên, anh chị lưu ý điều đó. SHB, SHB hồi nãy em có nói rồi, hôm nay là tại vì những cái sự đu bán của nó quá nhiều cho nên là nó diễn ra những cái sự phân hóa. Các anh chị đầu tư, nhà đầu tư chúng ta chốt lại, tuy nhiên về những cái mặt vận động như vậy thì đánh giá là SHB sẽ có nhiều dư địa hơn trong cái nhịp sau vì nó rủ một cây rồi. Thì sau khi mà rủ những cái cây như vậy thì nó quay trở lại nó tăng mạnh, nếu mà nó giữ được nền giá. Thì hiện tại SHB đang giữ được nền giá này anh chị ạ, vùng nền giá 17 rất mạnh. Vùng nền giá 17 rất mạnh, cho nên anh chị nào nắm SHB đợt này chúng ta cứ nắm. Em target cho cái target thứ nhất đó là vùng 18.5, chúng ta nên chốt một nửa ha. Và target hơn, nhiều hơn cho những cái vùng tiếp theo ha. Vùng tiếp theo đâu đó những cái vùng 19 như vậy, ok em nhìn cho là ok ha. Liên Việt, Liên Việt hôm nay trần tại vì anh chị thấy không, những cổ phiếu khác trong cái giai đoạn vừa rồi như VB chẳng hạn nó chạy, nhưng mà anh chị thấy ACB, SHB, Liên Việt, Postbank nó không chạy, không chạy anh chị. Thì những hoạt động như vậy em đánh giá là thị trường nó phân hóa. Thì chúng ta biết thị trường phân hóa thì việc chúng ta cần làm là gì? Chúng ta kiên nhẫn nếu mà chúng ta đang có cổ phiếu này thôi. Và hiện tại nếu mà cổ phiếu này đang trong những cái vùng này mà anh chị hỏi em khuyến hoàn toàn khuyến nghị có thể cho mua chứ. Tại vì sao? Tại vì khối lượng tiền vào như vậy không có, những cái nhịp ra của thị trường làm sao chúng ta bán? Bán làm gì? Bán lại mất hàng, bán lại mất cây trồng. Cho nên vận động như vậy em cho là khá tốt. Mà Liên Việt hoàn toàn có khả năng lên những cái vùng 14x anh chị ha. Anh chị đang nắm, cứ nắm thêm. Và hiện tại dòng banh của hiện em đánh giá là những cái nhịp trước rồi, dòng banh sẽ quay lại tích cực. Nè, video một tuần trước dòng ngân hàng sẽ trở lại thôi. Tầm nhìn tích cực, những cái view về tích cực của dòng banh em có nói về những vận động này rất nhiều. Và hầu hết cái hệ thống khách hàng bên em hiện tại chỉ nắm nhiều dòng chứng khoán và dòng banh ha. Cho nên anh chị lưu ý về những vận động ngành như vậy là bình thường. Cho nên những cái nhóm ngành khác nó sẽ có cái sự tích lũy và phân hóa nhất định. Cho nên những cái nhịp phía sau sẽ là những cái sân chơi của các cổ phiếu đó. Thì hiện tại em cũng nhìn ra rồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ chờ một cái điểm mua thích hợp mà chúng ta mua là nó chạy ngay. Thì em sẽ hỗ trợ cho các anh chị đồng hành cùng em. Thì một lần nữa cũng rất là vui khi mà được đồng hành cùng các anh chị nhà đầu tư. Khi mà chúng ta tham gia vào cái video này và chúng ta cùng nghe em chia sẻ. Cũng rất mong được có cơ hội đồng hành cùng các anh chị trên thị trường chứng khoán. Về cái vận động như vậy em sẽ điểm sơ qua dòng banh vậy thôi. Về cái VB chẳng hạn, hôm nay nó lại những cái nhịp trước nó tăng, hôm nay nó lại tăng nhưng mà tăng không mạnh. Đó là cái sự phân hóa thôi. Dòng banh hiện tại đang rất tốt, anh chị cứ nắm giữ thêm. Hạn chế mua mới nha anh chị nhé. Hồi nãy em đã nói về cái yếu tố T cộng 3 rồi, thì anh chị nè nắm thêm. Em không có nhắc về yếu tố mua mới trong giai đoạn này, vì hiện tại nếu mà anh chị đang trông chờ một cái cổ phiếu mà em sẽ phím trong video này, em đánh giá là không có đâu. Tại vì em quan tâm về cái độ rủi ro sắp tới mà anh chị có thể gặp phải nếu mua mới. Cho nên em sẽ không khuyến nghị trong video này nhé. Em sẽ chỉ ra cái cách mà anh chị đang nắm hàng như thế nào và cổ phiếu nào anh chị nên nắm hàng trong nhịp này nhé. CPG, CPG hiện tại cũng vậy thôi, đang biến động tích cung với khối lượng thấp, anh cho là đạt, chưa có sự bùng nổ với khối lượng chốt lời ở đây. Thì anh chị cứ giữ thêm. Hiện tại với những cái vùng hỗ trợ của nó đang vận động tốt này, thì việc gì anh chị phải bán ra nhá, anh chị cứ nắm giữ thêm. Về những cái dòng khác như dòng thép đi, HIG bây giờ hiện tại đang vận động tốt thôi, không có gì đáng nổi bật. Những cái cổ phiếu đàn em của nó là tốt hơn, nó là tốt hơn như HOSEN này. Hôm nay bị áp lực chút lời vì cái gap mở nó cao quá, nhưng mà vẫn không sao. Về những cái vùng này em đánh giá là cho là hợp lý thôi. Về HOSEN nhịp tới là em sẽ chờ cho nó có một nhịp chỉnh nó ok và nó tăng lên một cây nữa là em sẽ chốt luôn. Thì hiện tại rất nhiều anh chị khách hàng của em đang nắm HOSEN ở những vùng này, vùng dưới này nè, tăng cứ nắm giữ thôi ha. Về phần HPG thì anh chị nào nắm HPG và dòng thép nói chung, hiện tại em có cho là cứ nắm giữ thôi, không có vấn đề gì có quá sâu xa cả ha. Nhưng về cái mặt mà dài hạn và tiềm năng của nó, em cho là dư địa của nó đã không còn nhiều rồi. Tại vì nhịp trước nó chạy cao quá, nhịp này nó phải nhường sân chơi cho những cái cổ phiếu khác nó chạy. Anh chị thấy HPG đợt này nó lì hơn bình thường rất là nhiều. Cho nên cổ phiếu này anh chị mang một tính chất là hiện tại nó đang đóng góp một vai trò phòng thủ đối với cổ phiếu trụ thôi. Nam Kim,
Nam Kim thì hiện tại các anh chị khách hàng của em, đây là cái room VIP trong cái hệ thống NTV Stock VIP của bên em ha, của VBS. Thì hiện tại TNG và Nam Kim em đã cho bán một nửa, và hiện tại chúng ta vẫn còn đang nắm TNG những vùng này. Đây, giá quanh vào khoảng cuối tháng vừa rồi em cho mua Nam Kim giá quanh 15.3, không căng cao ha. Ok, chúng ta vào hiện tại cũng tăng khá rồi, chúng ta khá rồi ha. Mặc dù nó không được gọi là đáy nhưng mà cũng tăng khá rồi. Thì hiện tại Nam Kim đang làm vòng hai đó anh chị đang quan tâm thì cũng có thể canh những cái nhịp chỉnh này, hoặc là có những cái điểm mua mà anh chị đang còn thắc mắc, anh chị cứ comment ở dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với cái Zalo của em. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị điểm mua, điểm bán và chiều giữ nếu có thể và trong tầm kiểm soát của em ha. Và đặc biệt em không bao giờ em khuyến nghị cổ phiếu rác, cổ phiếu bo cung, cổ phiếu hàng lái, em sẽ không chơi. Cho nên anh chị đang có nhu cầu về những cổ phiếu penny thì em sẽ không hỗ trợ nhé. Về dòng thép là như vậy, hiện tại đang có một sự tích cung tích cực cho nên anh chị cứ nắm giữ thêm ha. Về dòng chứng khoán SSI và HCM cũng như là SSS, hiện tại nó đang có một sự hồi phục nhất định từ những cái phiên chốt lãi này, thì hiện tại nó sẽ có một xu hướng nó tích lũy đi ngang và nó hấp thụ lượng cung cầu lại những vùng đỉnh này thôi ha, cũng không có vấn đề gì. Đây là một yếu tố T cộng 3 này ha, chốt lãi T cộng 3 về, T cộng 3 hàng này về, đợi thêm một cú chốt lãi nữa hoặc là một cú cắt lỗ đấy thì nó mới tăng lại được anh chị ha, khi nhận đối với dòng chứng khoán. Và em chưa hề nói là dòng chứng khoán chưa bao giờ là hết ngon cả. Em chấu một nửa đối với hệ thống khách hàng của em từ những cái vùng giá này lên tới đây là lãi 20-mấy% rồi. Đối với tất cả anh chị nhà đầu tư, và hiện tại người ta đang lãi rất nhiều rồi mà anh chị còn tham gia vào nữa, tức là dư địa nó không còn. Cho nên anh chị cân nhắc về độ rủi ro nếu mà tham gia vùng này ha. Vùng này chỉ nên nắm hàng và gia tăng thôi ha anh chị ha. HCM cũng vậy, nhìn trong dòng chứng khoán hôm nay nó có sự hồi phục thôi, không có gì là quá to tát cả. Anh chị nào nắm thêm ha, mua mới thì em nói là không nên, tại vì dòng chứng khoán hiện tại nó cao rồi, chỉ nói chung là gia tăng thì được, còn mua mới thì em cho là khá rủi ro trong giai đoạn này đấy, anh chị có thể cân nhắc nhé. Những cái dòng khác như là dòng gas, dòng dầu khí chẳng hạn, trong giai đoạn này đi đấy tăng rất mạnh. Và em nói rồi, dầu khí bùng nổ ha, em có nói rất nhiều đây nè, em nói một ngày trước cụ đi vốn hiệu quả mua gì đâu năm, em nói rất nhiều về dòng dầu khí. Và hiện tại nếu mà anh chị nào mà tham gia đăng ký kênh của em và theo dõi kênh của em, hoặc là các anh chị khách hàng đồng hành của em, chắc chắn có những cổ phiếu ngon, chắc chắn có những cổ phiếu mà có thể kiếm lãi được trong cái giai đoạn thị trường rất là khó khăn như vậy, vì nó có cái sự phân hóa nhất định. Anh chị không mua cổ phiếu, không phải anh chị mua cổ phiếu là anh chị cũng có lãi đâu, anh chị nên nhớ điều đó ha. Và BVD, VBS cũng vậy, dòng tiền hiện tại mới đổ vào dòng dầu khí thôi, cho nên là anh chị cân nhắc nắm giữ thêm về những cổ phiếu như vậy ha. Về mặt qua Tết thì em đánh giá là dòng dầu khí nó sẽ tăng mạnh đấy, cho nên là anh chị cứ nắm giữ và gia tăng thêm. Ok, không sao cả. Và đợt vừa rồi em cũng đã chốt BVS rồi ha, nó là vào chốt BVS rồi và đang canh làm lại vòng hai nè. Em mua giá cùng này 16.x đấy ha, BVS em còn mua trong cái hệ thống khách hàng của em. Đấy, 16.3 vùng vốn 16, em gia tăng 16.3 ha. Thì hiện tại lên những cái vùng này em đánh giá là lãi khá rồi, em cho chốt rồi, lãi được gần 10% và hơn 10% ha. Anh chị lưu ý, hiện tại nếu mà anh chị nào đang nắm hàng nhé anh chị nhá, không bán ha. Em chị, nếu mà anh chị có một cái người hỗ trợ, một cái bạn broker hỗ trợ cho anh chị đánh T cộng, đánh lướt sóng, nó cái chuyên môn của bạn nó giỏi, nó tốt, tối đa hóa được cái lợi nhuận cho anh chị nhiều thì anh chị hãy đánh lướt, còn nếu không anh chị nên nắm hàng và chơi đi những cái nhịp T cộng cho nó sát sao vậy, tức là chơi cái hàng T không ấy. Thì nếu anh chị chưa hiểu hàng T không, anh chị có thể tua lại những cái phút đầu em sẽ giải thích ha, thì cho nó an toàn anh chị nắm và gia tăng đồng thời ra dòng, nó sẽ an toàn hơn ha. Ok, thì em cũng điểm sơ qua nhiều như vậy rồi. Hôm nay KSD nó cũng tăng, những cái dòng một cổ phiếu anh chị mà có theo dõi anh chị bắt được hết, KSD và DSG tăng mạnh. KSD, DSG hiện tại em tất toán hồi chiều rồi ha, DSG tất toán hồi chiều
quanh vùng giá 17.1 ha. Thì hiện tại DCG vẫn còn tiềm năng tăng, nhưng em sẽ canh một cái nhịp chỉnh sâu của nó mà em sẽ bắt lại ha. Ok, thì hiện tại nó chỉ xoay quanh những vấn đề này thôi, nó chỉ xoay quanh những vấn đề gọi là nắm giữ, gia tăng, chốt lại. Khi thị trường nó chỉnh thì chúng ta gom vào thêm. Tiêu chí của em và em cũng muốn phổ biến truyền đạt đến tất cả các anh chị nhà đầu tư, đó là chúng ta nên mua khi người ta sợ hãi, khi thị trường còn dè chừng. Chúng ta nên bán khi thị trường hưng phấn, và những anh chị nhà đầu tư hưng phấn luôn luôn muốn mua cái giá mà chúng ta đề ra. Chúng ta bán cao thì người ta sẵn sàng mua cao. Đó là những cái phiên hưng phấn mà anh chị nên chốt lại. Đó là những cái điều không bao giờ sai cả. Chốt lại không bao giờ sai cả anh chị. Hiện thực hóa cái lợi nhuận của mình trên cái app có những con số màu xanh của anh chị, nó rất là tốt và em khuyến khích điều đó hơn bao giờ hết. Chứ anh chị mà có những cái con số lãi đó mà tự nhiên anh chị giữ đến lúc mà thị trường nó sập, nó chỉnh, anh chị lỗ ngược, em rất là tiếc điều đó, rất là tiếc và đồng cảm điều đó với các anh chị đầu tư, và bản thân em cũng đã bị rồi. Cho nên là em đúc kết ra được những kinh nghiệm mà em chia sẻ đến cho anh chị trong cái giai đoạn rủi ro này nó như thế nào ha. Ok, và sắp tới em sẽ có những cái buổi mà chia sẻ về những cái khóa học mà em sẽ có soạn ra trước, và em sẽ phổ biến cho các anh chị khách hàng của em nếu mà em có mở khóa học trong cái thời gian tới ha. Vì hiện tại em cũng đang bận nhiều quá với cái sở chứng khoán này, với cái sở chứng khoán em cũng đang giải quyết nhiều vấn đề quá, thì sắp tới nếu mà rảnh em sẽ mở một cái lớp dạy chứng khoán, mà nếu anh chị nào có tham gia, nhu cầu tham gia thì em sẽ hỗ trợ cho các anh chị khóa học ha. Và em lưu ý là em sẽ free khóa học, gồm cho các anh chị mở tài khoản và giao dịch bên hệ thống VPS bên em. Và cũng một lần nữa rất hy vọng và cũng rất vui được đồng hành, nếu mà có duyên mà đồng hành cùng các anh chị nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán ở NTV Stock VIP bên VPS bên em của Nguyễn Tất Việt ha. Ok, và một lần nữa chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ, và ngày mai chúng ta cùng chiến đấu và đồng hành cùng nhau trên thị trường chứng khoán ha. Và chúc anh chị ngày mai có một cái phiên giao dịch gọi là chúng ta trading và giao dịch một cách hợp lý, cũng như là chốt lại nó an toàn ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau, và đừng quên đăng ký kênh và cho em một like, một subscribe để em có động lực làm những video tiếp theo trong tương lai nhé.